Rồi tiếp. Chào mừng các bạn đến với phiên live tiếp theo của chúng ta. Tập thể lớp 8A6 sẽ tiếp tục xuất hiện trong cái bài đó là vẽ dáng nhân vật nha các bạn nha. Ừ. Rồi chấm bài tiếp. Đêm nay là đêm định mệnh của các em rồi dính mực nè, thấy chưa? Tôi cầm cái bút này mà tôi không hiểu lý do vì sao mà cái này bị dính mực nè. Thấy không? Tôi trừ mỗi bạn điểm, cả lớp mỗi bài bị trượng điểm hết. Vì sao hả? Vì tôi chấm bài các bạn, các bạn làm tôi bị dính mực. Ok chưa? Trường hợp mà không chấm đâu có bị đâu, thấy chưa? Đó. Khó chịu vô cùng, khổ lắm. Tiếp. Rồi tiếp. Ơ cái gì mà ơ? Tôi nói rồi, chè ngồi dán người mắt cái chân rồi, trừ điểm luôn đi. Huy ơ Huy à, mắt phần chân rồi nè, trừ 15 điểm đi. Mắt cái bàn chân. Rồi, trừ 15 điểm đi. Trừ gì mới nhớ. Chứ mà trên lớp giảng không bao giờ nghe. Cho hộ bài đẹp ngút ngàn chờ may luôn ha. Được, 34 điểm đi, trừ 15 điểm xuất sắc. Tiếp. Tuyệt vời luôn em ơi, không cắt viền thấy không, trừ 10 điểm. Không cắt, không cắt cái gì đó, không cắt cái viền thấy không, trừ 15 điểm nè. Trừ gì là nhớ liền tên gì đây, Ngọc Như đó hả, trừ đi cho biết. Trời ơi, tô màu sơ sài 55 điểm, trừ 15 được. Mai mốt tô sơ sài là tới công chuyện liền. Tiếp. Khó quá thầy ơi. Ừ kệ tôi, chèn phẹt ơi. La Di Gaga đó hả? Nam Mô A Di Đà Phật. Nhìn xuống mà coi. Ê cái gì chờ, cái tay kỳ cục vậy? Cái tay của bà đeo cái gì vậy? Ngộ quá he. Vậy cái tay ngộ quá he. Tôi tưởng là em vẽ ha, một cái người phụ nữ mang tên là con cám không đó. Nhìn như là bà mẹ ghẻ vậy đó. Mà đề vô cái tên là gì? La Di Gaga. Trời ơi tôi nói thiệt nha, cái bà này bà hiền bà không chửi. Gặp cái bà gì mà đụng bả, cái bà lấy cái micro bả chọi người ta nè. Bà đó tên gì tớ ngang quên rồi. Cái gì mà Calibi, ừ đúng rồi. Em đó, em vẽ bà đó mới hợp với em. Ừ, nhìn em vẽ xong rồi đó ha, bà cầm nguyên cái micro hay bà quăng cái bóp liền tại chỗ. Cái cỡ đó mà vừa cái nư của tôi. Trời ơi, em giỡn mặt với những người nổi tiếng hả? Trời ơi. Lady Gaga đã xem và gọi bằng mồm. Cái gì đây? Bảo Lam hả? Trời tội nghiệp không? Thôi kệ, chăm chế được rắn ngự được đi. Tội nghiệp quá hả? 90. Trời ơi, tôi khổ tâm thấy ghê luôn. Cái bờ môi đẹp ngút ngàn chờ may luôn. Quá đẹp luôn. Tiếp. Đó thấy chưa? Đơn giản là được 100 điểm thấy không? Đó khó khăn gì đâu. Nè thấy không? Đơn giản được 100 nè. Đó đơn giản chưa? Được 100 liền khó gì? Đó thấy chưa? Bảo chị tôi nói với em bao nhiêu lần rồi, bài tôi hả, tôi cho thời gian nó cả tuần lễ mà làm ở nhà nữa. Ấy gì mà làm không tốt thì thôi do các em thôi, chờ thôi chứ dần sao. Đẹp ghê không, 100 điểm à, không good liền đó, ngon lành luôn chưa. Đẹp không, tôi chấm điểm dễ ẹt luôn, thiệt sự luôn. Đẹp không, chờ ơ mà cái góc đó, nó cũng khác hơn người ta nữa thấy không, cái góc độ nó cũng khác, nó ấn tượng thấy chưa, quá đẹp luôn. Nhưng mà tôi nhìn kỹ là cái bài này á, nhìn nó cũng có sáng tạo. Thôi cho 96 điểm nè, hay không ngoéo lên cái là em được thêm 6 điểm nữa là ngon lành luôn. Nhưng mà tôi tư vấn cho em đó, mai mốt em vẽ cái tay kiểu này đó ha, là tôi nói thiệt nha, nguyên cái này vô cái miệng của em và em được lên số đầu bài liền luôn. Tiếp. Cái gì nữa vậy? Ngon lành cành đào, kệ người ta. Thầy ơi bức tranh này không có cái bàn chăn hả? Chèn ơi em ơi, bị mắc cái bàn chăn rồi nè em ơi. Tội nghiệp quá vậy. Thôi kệ đi, bạn này tên gì đó? À Bảo Lam hả? Kệ, du di được, bạn này chịu khó. Tiếp. Em bị mắc cái bàn chăn, em bị trừ 10 điểm nha. Tên gì đó? Bùi Bích Ngọc hả? Đó thấy chưa? Kẻ ô mà kẻ không ngay ngắn nữa nè. Đó, trừ điểm là đúng rồi. Trời ơi, cái chăn tô màu sơ sài nè. Tô sơ sài hả? Tô sơ xài hay gì đó, tô sơ xài trừ 10 điểm, trừ là nhớ liền, trời đừng giỡn với tôi nè. Tô sơ xài nè, thấy không, sơ xài đó. Không thể nào chấp nhận được những các bạn học sinh như vậy được. Ngộ ghê. 84 trừ 10 đó, vậy đi là nhớ liền thấy không, khó dễ gì hết chưa, thấy ghê quá hả. Cái gì nữa, khổ đi.
Thầy bao nhiêu tuổi mà nhìn thầy như 18 vậy? Trời, cảm ơn em nha. Gần nhà mở đứa uống cà phê. Chàng ơi, mắc cái chăn rồi, mắc cái bàn chăn rồi, trừ 15 điểm tên gì đây? Trời ơi, em tên là BDD hả? Chết rồi. Nhà em có bán Barbie Oi không vậy? Tên gì đó? Chàng ơi, Trung Nghĩa tưởng ai? Trừ 10 điểm. Vì sao hả? Hôm bữa em hỏi tôi chứ nhà thầy có cần mua Barbie Oi không? Em có bán. Trời ơi, chấn động chưa kìa. Ghê không? Xuất sắc. Em là cái gì? Em là yêu tinh. Tôi phải trừ khử em trước khi em tồn tại trên thế giới này. Mắc cái bàn chăn rồi, trừ điểm đi, không nói nhiều đi, nhức đầu quá à. Mắc cái bàn chăn rồi em ơi. Mắc bàn chân. Trừ 15 điểm nè. Chèn ở trên đây trừ 10 thì 10 điểm đó nè, vừa trừ 25 tổng cộng. Bức của mình dễ thương quá, được 75 đi. 75 điểm trừ 25. Trời ô, tao nói số điểm ngút ngàn trời mây. Thầy ơi, lúc phi cầm gì vậy thầy? Cái gì trời? Ê chèn ơi, em nói tôi mới để ý nè. Đây nè. Cái gì đây? Từ từ đi, cái cam coi, cái cam nó mờ quá vậy. Đây nè. Chèn sao cái ngón tay kỳ quá vậy? Ai chỉ vẽ ngón tay kỳ khôi vậy? Cái ghê. Từ đây về sau nha, tôi cấm tiệc nha. Em vẽ kiểu này tôi cho lên số là bài báo trước. Ừ. Ngón tay tưởng bị gãy không? Tên gì đây? Đó thấy chưa? Người đàn bà lực điền, cái tướng này mà đi thi cái gì chờ. Gớt từ dòng giữ xe rồi đó. Cái này chắc là tập tạ mà tạ hai bên vai nó đè xuống cái chân phát triển không được. Tên gì đây? Tên Hùng. Tàn nhẫn. Không cắt viền trừ. Hồi nãy giờ tôi không cắt viền tôi trừ bao nhiêu điểm tôi quên rồi mấy bạn. Không cắt viền nè, thấy không? Hồi nãy tôi trừ bao nhiêu điểm vậy? Không cắt viền đó. Trừ 50 hả? Tôi không bao giờ tôi ác tới mức độ đó. Tôi nhớ tôi trừ có 10 điểm hà. Rồi không cắt viền đi. Đó. Nhiều đây thôi nè, khổ tâm chưa? Bài đặt ký tên đó hả? Thấy ghê quá à, để tôi bán đấu giá nè. Con mắt nè, con bự con nhỏ nữa nè. Được rồi. 60 trừ 10. Rồi ok, xuất sắc. Tuyệt vời. Tiếp. Chèn ơi, tàn canh. Tên gì đây? Thủy Tiên. Trời ơi, biết rồi, không có cái chân mài luôn. Ngộ ghê ha. Rồi giờ sao cho điểm? Thấy ghê quá vậy. Rồi đây là đàn ông hay đàn bà? Hả? Rồi cái này là con trai hay con gái? Hỏi thiệt luôn đó. Chèn ơi, bây giờ cái chân là chân đàn ông dữ à? Mà sao cái mặt, cái mặt con gái là sao nữa? Thầy ơi thầy, lúc Phi đi chuyển giới đó thầy không biết hả? Là sao nữa vậy? Là sao nữa? Lúc Phi biên phiên bản nữ. Gì nữa vậy chèn? Nói gì chèn? Nói cái gì vậy em ơi? Chết tôi rồi. Thấy ghê quá à, cái tai chấn động thực sự. Vậy đó, rồi đòi hả? Điểm cao. Cao gì nói mà cao. Ghê. Ây chà 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 ơi. Em ơi, đúng lúc. Chứ không phải tôi có ý gì. Hồi nãy tôi ăn nhiều quá. Nó đầy hơi. Để tôi uống vô miếng nước cái nè. Khổ ghê vậy đó. Thiệt luôn. Đó là sự thật. Chứ không phải tôi có ý cái gì dưới bức tranh của em. Thấy không? Khổ ghê vậy đó. Tên gì đây? Bảo Nam hả? Bảo Nam 826 đi, tôi nhớ coi Bảo Nam 826 là ai. Không nhớ mặt, quên tên rồi. Coi như được đi. Mặc đồ bảy sắc cầu vồng hả? Ghê trời. Người, hai người này không đều không có chân mài luôn nè. Tôi sợ nhất là cái gì biết không? Là cái bàn tay cầm cái cốc. Đây nè, thấy ghê chưa? Nhìn một cái thấy ghê không? Thấy sợ ma chưa? Đó, sợ liền. Trời ơi, sao không sợ được. Mà cầm ngược nó mới ghê chứ. Cầm bình thường không nói đi, cầm ngược, cầm bị ngoéo bên gì nè, thấy ghê không? Cái tay bị quẹo nữa. Thật là đáng sợ, thiệt sự luôn đó. 75, ghê thiệt. Tiếp. Phải ke nét là đỡ ghê. Ủa gì chờ, sao cái chân có tí nỉ vậy? Chờ tội nghiệp quá. Ấy chờ em ơi, tội nghiệp em quá. Ừ. Chăm nếp gấp trừ 20. Chăm nếp gấp nè, thấy không? Trừ 20 điểm nè. Rồi ngó cái cài. Thầy ơi, sao cái đám mây kia tô màu tím vậy thầy? Kệ người ta. Bây giờ bạn thích cái đám mây màu đỏ cũng được nữa. Em ý kiến gì? Hả? Ngộ ghê, người ta mới muốn cái gì, người ta tô cái gì kệ người ta. Bộ tranh có em mà người ta làm, người ta bán hay gì mà em ý kiến? Chèn phẹt ơi. Chưa có đọc báo hả? Liễu hồn. Sido đó hả? Trời đẹp dữ ha. Quá tuyệt vời luôn nè. 84 điểm đi. Trừ 20. Trừ đi cho nhớ. Mai mốt gấp nữa là trừ 30. Tiếp nè. Nữa hả? Chèn sao cái này dễ thương hơn nè. Hình như tô chưa xong nữa. Tên gì đây?
Gia Mẫn hả? Trời tội nghiệp, cái em này tội nghiệp lắm em ơi. Tội nghiệp dữ lắm. Này dễ thương hơn nè. Tâm 4 điểm đi. Thôi đi cộng thêm 3 đi tội nghiệp. Rồi tiếp. Cái chân gì kỳ vậy thầy? Trời sao cái chân phụ nữ dữ em. Cái dáng đàn ông mà cái chân con gái là sao nữa? Nhờ vẽ hay gì vậy đó thầy ơi? Sao cái nét nó giống nhau kìa? Không bắt được quả tang thì im lặng giùm cái đi. Rồi ok. Ủa cái tiếng gì mà ồn? Nguyễn Anh Thư. Nè thấy không? Tô nền sơ sài và bị fail, trừ điểm. Thấy không? Dáng gì không mà đội nhiêu điểm giờ đây? 94 đó. Khó khăn gì? Ai các bạn ơi thông cảm nha. Tại vì cái tiếng âm thanh của tía thầy Bạc ở dưới nó hơi lớn, các bạn thông cảm nha. Tía ơi, bằng âm thanh nhỏ là giùm con cái, nó bị bản quyền bây giờ. Lớp 8 A6 Đặng Kiệt. Để tôi nhớ coi là cái em Đặng Kiệt này nè, là cái em nào đây nè. À tôi nhớ rồi, em Đặng Kiệt này là em nào? Em Đặng Kiệt này là ai? Em Đặng Kiệt này là ai? Tôi không biết, em đi ra đi. Chèn ơ được nãy không đó. Dáng ngừ mà còn tô nhiều cá chia mảng nữa, đẹp không? Đó, ngoan ngoãn chưa? Dễ dáng ngừ đang đọc sách, ghê không? Đó, thấy không? Nà, quá đẹp luôn, thấy chưa? Đơn giản thấy ghê không? 97 điểm, nó thấy chưa? Kiếm được 700 điểm hả? Nằm mơ đi. Quá tuyệt vời luôn. Có ông mặt trời nữa nè. Trời, ông mặt trời gốc ngã tư đường hả? Trừ 10 điểm. Tên gì đó? Nhật Tiến hả? Tên Tiến mà sao em gặp tôi là em bị lùi vậy đó? Em không giảm Tiến được đâu, thiệt luôn đó. Lớp 8 rồi mà dám mặt trời gốc ngã tư đường, tôi tưởng lớp 1 không đó. Tôi khổ tâm với em vô cùng là khổ. Mai mốt vẽ chân mài lên giùm tôi giùm cái như chưa. Thấy không, đẹp trai lên liền thấy chưa? Chưa, quá đẹp trai luôn. Bốn chục. Tiếp. Chèn ơi vẽ mới có nhiêu đây hả? Tên gì đây? Quỳnh Như hả? Chèn ơi, chèn ơi, gì nè, rồi cho bao nhiêu điểm em ơi? Gì rồi cho bao nhiêu điểm hả? Tôi khổ quá đi. Gì nữa? Đó, khổ ghê không? Cái chăn gì kỳ vậy thầy? Cái chăn kệ người ta, nhiều chuyện. 94, đó, chăm chế được đi, tội nghiệp. Ủa cái bài này chưa xong mà. Thôi kệ cho 94 đi, chăm chế được đi, bạn này dễ thương. Tên gì đây đó? Đơn giản gì nè, tôi cho 99 điểm được. Tên gì ạ? Chèn ở Quốc Anh đó hả? Tội nghiệp, cái em này tôi cho 100 luôn. Có sáng tạo lắm. Em này hiền khô hà. Good. Nó thấy không? Rất là hiền khô luôn. Tôi cho điểm là điểm ủng hộ tinh thần của bạn. Ừ, rất là dễ thương luôn. Cái em Quốc Anh này được dữ lắm. Hiền mà dễ tốt mà chịu học, có nghị lực. Được giống cái tai kỳ vậy thầy. Không bàn cãi miễn bàn. Miễn bằng làm chỉnh chu đấy chăm. Ok chưa? Ừ, khỏi bình luận. Tiếp. Bởi vậy ha, tô mà lem lúa nè ha, trừ 3 điểm. Tên gì đây? Chèn lớp trưởng hả? Thiên Huy. Em này được dữ lắm nè. Cái em này làm đúng trách nhiệm lắm đó. Em này nhìn gì chứ hung dữ lắm. Làm lớp trưởng nha, mà đi thu bài cái ai mà hành hợp trễ trờn ơ thiếu điều bạn này đó ha. Muốn nắm đầu luôn. Ghê hông? Hiền khô. Ừ, tên gì? Tên Thiên Huy. Thiên là trời, Huy là gì? Huy là chuột đó. Con chuột của bầu trời mà ta nói hung còn hơn là không gì nữa. Trời quá, đụng là nắm đầu, đụng là lên gối xuống chỏ không hà. Bởi vậy, thành ra em này làm việc với tôi được. Em này làm việc rất có tâm với tôi đó. Họ che hả thầy? Đúng rồi, bọn hồi đó giờ em chưa nghe hả? Bàn tay hai ngón gì kìa thầy? Kể người ta. Người ta vẽ sao kể người ta? Em nhiều chuyện quá vậy, ngộ ha. Được, trong chăm luôn đi, tội nghiệp. Em này thì tôi nói ủng hộ tinh thần được, tội nghiệp lắm. Tiếp. Tiếp nè, ngộ quá. Khang Tiến nè, chèn ơi nè, sáng tối nè, đẹp ghê không đó. Thấy ghê hai cái đầu gối nè, sáng tối đẹp quá nè, thấy không đó. Ghê không, quá đẹp luôn nè, thấy chưa. Tên gì là Bảo Trang đó, đơn giản, lấy chăm, thấy không. Sáng tối quá đẹp luôn, được 100 điểm, ngon lành, thấy không. Như người mẫu về thầy, đúng rồi, giống thầy nè, thấy không. Cái gì đẹp là giống tôi nha chưa. Cái gì xấu là của mấy em. Tên gì đó? Dạ, con lại mười phương tám hướng chư Phật. Thiệt,
Thiệt sự luôn đó. Tôi nói thì tôi triệu hồi con cổ quỷ về đây để chi hả? Để nhận dạng cái dung nhan người triệu hồi của mình. Đó, cái mặt gì nè, trời ơi, cái tướng nè, thấy ghê không? Như sumo vậy đó. Chàng ơi, con cổ quỷ hiện hồn lên cái nói gì nè. Ok, chốt điều. Nó chốt xong rồi đấy ha. Nó lấy cái bàn tay nó vốn một cái bóp liền tại chỗ. Vì sao hả? Vẽ sai nhân vật của người ta rồi chứ sao nữa. Ngộ chưa? Naruto riết nè, phì nhiêu nè, tên gì đây? Chào tấn tài, tội nghiệp. Các em này tội nghiệp dữ lắm, tướng tá cao ráo. Mặt thì nhìn cũng được, nhưng mà hả, hay ngồi dưới cái bàn cuối nói chuyện nhiều quá hà. Thôi nói chuyện nhiều quá, trừ 30 điểm đi. Nói chuyện nhiều quá hà. Nói chuyện nhiều, trừ 3 điểm chứ, lộn chứ không phải trừ 30 nha, trừ 3 điểm đi ha. Nói chuyện nhiều, mà biết nói với ai không? Nói với Lợi Thiên Huy đó. Không biết hai người này làm cái gì mà cứ nói chuyện nhau mãi vậy đó, ngộ ghê. Mai mốt mời phụ huynh vô nha, làm việc với phụ huynh đó. Nói chuyện nhiều giống thầy, ví dụ như lên nói chuyện với tôi không nói. Còn này nói chuyện rì rà chứ, ai biết nói gì lỡ nó xấu tôi sao chợ, đúng không? À, phải lên tâm sự mỏng với thầy, nói chuyện với thầy vui vẻ thầy đâu có trừ chi. Nó bởi vậy, thật ơi, tôi nhìn tôi để ý hết. Tên gì đây, đó. Rồi ok, tiếp đi. Nhiều đây thì lấy 86 điểm được, trừ 3 nha. Thấy không, khó dễ vậy. Tiếp đi. Nhìn cái tướng bự bự á hả, ú ú giống thầy ghê. Bởi vì con người em ác mồm ác miệng lắm. Em là bà mẹ của cám hả? Sao em mở miệng ra em biêu ríu người ta dữ vậy em? Trời ơi, hay đánh giá người khác quá vậy. Tôi mập hồi nào? Ngộ ha. Tên gì đây? Khang tiếng gặp mấy người. Ngọc Trinh. Đây nè, vẽ đơn giản thấy không? Dễ thương. Lấy 94 điểm được nó chưa? Đơn giản dễ thương, cute for my wear, lấy 94, thấy không? Cute quá thầy, đúng rồi, giống thầy đó em. Nam mô A Di Đà Phật. Bởi vì cái gu của em nó làm sao á, thầy nói thiệt. Ví dụ như mình ta lựa cái hình gì nè, dễ thương, không nói đây nè, thấy không? Rất là dễ thương nè, thấy không? Còn em lựa cái hình gì đâu mà ta nói còn hơn là cái mụ Simla nào đó nữa. Có ai đờ mà vẽ cái hình này nộp cho tôi không chèn ơi. Đây nè, gì nè, rồi đòi cái gì nữa, ngộ ghê vậy đó. Từ từ nha, đợi tôi 1 phút 30 giây nha, từ từ nha chưa. Đó, tên gì đó, Quý Bình hả, Bành Quý Bình, trời ơi dễ thương quá. Tô màu nè, nè tôi sẽ phân tích cái cách tô màu của em này cho mấy em nghe nha. Tô màu nhắn giấy mà muốn rách luôn, tức là cái người này nè, là cái tính cách của anh này nè, là hay ghim người khác. Ví dụ làm cái việc gì mà nhỏ đó là anh này hay xé ra to, thấy không? Mà hả, cái cách của anh này nè là hay hả, ghim sâu trong tận đáy lòng, 10 năm sau cũng nhớ nữa. Đó là kiểu vậy đó. Ừ, bạn ghim thầy đó. Ừ, ghim thầy mắc gì tô muốn lũng bức tranh vậy hả? Ngộ quá ha. Bởi vậy tôi nhìn tranh là tôi coi được nhân tướng luôn đó, chứ không phải thường đâu nha. Chưa 86 thì ghét, không nói là thôi, nói là trừ điểm. Ồ sao nhìn a đẹp trai dữ, chờ đẹp trai dữ hay không, thấy ghê không? Tưởng đâu mấy cái anh mà làm bên IT không đó, cái đầu ghét gì nè, thấy ghê quá hà, ghét là bị hói luôn đó. Tên gì đây? Thanh Trúc, trời dễ thương quá, thấy chưa, thấy không? Đơn giản, nhìn giống Nobita khi lớn quá ha. Cái này giống thầy đó thầy ơi. Thôi để em im lặng em ơi, em biết rồi hả, em nhìn em nói làm sao đâu á. Rồi mắc cái bàn chân trừ điểm đi em ơi. Mắc cái bàn chân rồi nè em ơi. Đó, mắc cái bàn chân hồi nãy tôi trừ nhiêu à, trừ 15 điểm phải không? Đó, trừ ít quá mà. Hiệp Thành hả? Rồi xong rồi đó. Tội nghiệp Luffy của tôi ghê. Ngộ ghê không? Vậy đòi nhiêu điểm? 82 trừ 15, thôi cho 84 đi, trừ 15 đi cho đau đớn. Ừ, 84 trừ 15 là nhiêu, mấy em tính giùm thầy Dân đi. Thầy mới like hả? Sorry em nha, thầy like 2 lớp rồi, gần xong lớp thứ 2 là kết thúc phiên like rồi đó. Trời, chứ em buồn dữ lắm hả? Ai biểu vô trễ. Tiếp. Trời ơi, tôi nói cái bức tranh An Gia này nó đẹp kinh khủng khiếp luôn. Vì sao thầy nói cái bức này đẹp? Bức này từ cách tô, cách viền nó đều đẹp như nhau luôn. Tao nói là đã ơ là đã, ngon ơ là ngon luôn, thấy không? Trời, ngon lành luôn nè, thấy chưa?
chín chục, nó đơn giản là chín chục liền, không có nói cái gì nhiều hết trơn á. Cài cài tôi kiếp này thấy ghê không, tôi nhìn tôi tưởng đâu là hả là chèn ở Kato Kid đó hả, chèn ở idol của tôi đây sao, còn cái tướng gì còn sao mà làm siêu trộm được chèn, cái tướng này làm siêu biết siêu không, siêu quậy, siêu trộm gì nói trộm, nhìn cái mặt gì nè không có ai mê hết trơn. Cái anh này nè, anh đi ăn trộm nha mà người ta hâm mộ anh dữ lắm, trong đó có tôi. Nhưng mà em vẽ như là tôi hết hâm mộ rồi, tôi anti liền, tên gì đó Hoàng Thanh hả, xong nát cuộc đời rồi đó. Mà chăm chế được đi, tội nghiệp nha. 84 điểm đi, tội nghiệp. Tội nghiệp lắm, công kỹ vẽ cực. Tiếp. Nam mô A Di Đà Phật. Hết Kato Kid rồi, tới Conan. Chèn ơi, thiệt sự luôn đó. Giá mà hai bức này nó đứng ở đầu phiên live thì nó phải hơn không? Bây giờ ở cuối phiên live tôi đang mong chờ một cái tác phẩm nào đó cuối cùng nó đẹp đẽ để nó hiện lên những tác phẩm tôi nói quá là tuyệt vời. Tuyệt vời hơn hai chữ tuyệt vọng. Thấy ghê. Thôi tôi nhìn tôi chán đời kinh khủng. Thấy ghê thiệt sự. Ghê thiệt luôn á em ơi. 69 điểm đi. Thiệt luôn đó, dễ ăn gì mà tôi đòi cho 70, tôi không đành lòng luôn đó. Bởi vậy tôi nói em đó, em vẽ mà em không bao giờ em chỉnh chu được cái bài của mình. Tô màu lên, điểm nó cao không chịu. Vẽ cái gì nè, thấy không đó. Tên gì đây, chèn tưởng ai như Quỳnh. Được, em này được nha. Ừ, dễ thương nè. 80, thấy không. Thôi chờ chăm chế được đi, 89. Nè, tôi không khó dễ gì chứ. Có màu lấy được chăng. Tiếp, bài cuối cùng Nam Mô. Sao không phải là một cái bài nào nó đẹp ngút ngàn chờ may vậy hả? Thì ra cả lớp này hồi nãy giờ không có bức nào đựng 100 điểm thiệt luôn hả chờ? Phải không vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Em bị mắc cái bàn chân rồi nè em ơi. Trừ 15 điểm. Đó, tôi khó dễ gì đâu. Mắc bàn chân trừ 15. Đó, thấy chưa? Tàn canh nè. 72 trừ 15 điểm rồi xong đó. Rồi xong cái lớp này em. Thấy chưa? Tôi không thể nào tưởng tượng được luôn đó chèn. Bước đầu được 100 đó thầy. Ủa vậy sao? Không nhớ được chưa? Chèn cái bước này mà được 90 điểm. Hồi nãy tôi nằm mơ đó em ơi. Cái bước này mà được 90 ha. Chèn phẹt có cái bước này được 84 điểm hả? Đâu có em ơi, 78,4 đó em ơi. Chèn ơi. Ừ, 95 được, thanh trúc được, thanh trúc hiền khô, dễ thương. Được. Chèn ơi mừng ghê, thì ra bước này được 100, thì ra bước này được 100, thì ra bước này được 100, 3 bước được 100 nha. Chèn ơi tội nghiệp quá, sau khi chấm tôi cộng bước này lên 3 điểm đi. Bước này mà 40 điểm cái gì, 34 điểm, bước này 97 điểm đi. Bước này tội nghiệp quá, cộng thêm 3, quá trời tội nghiệp rồi, đó. Này nhiêu ạ? Đó tội nghiệp không? Chưa. Chèn bức này tội nghiệp có vậy thôi, 75 được rồi. Bức này 69 à, thôi được rồi. Khó chịu quá, cho 68 đi. Rồi. Rồi. Bức này nhiêu? Bức này 75 hả? Ừ 75 được rồi. Vậy đi. Bức này 84 hả? Ừ 84 được rồi. 96 được rồi. Chèn bước này được 100 nữa nè, chèn ơi mừng ghê vậy đó. Mừng quá đi, quá trời mừng luôn. Trời tội nghiệp quá vậy chèn ơi, cái bước này có 34 điểm hả? Cho 43,4 đi. 43,4 mà trừ 15 cũng rớt em ơi, nhưng mà cho vậy để em vui hiểu không? Trời tội nghiệp. Cho vậy để mình còn khoe với người ta chứ không thôi điểm tội nghiệp. Rồi hết rồi. Rồi không. Thêm lớp nữa đi thầy em ơi em. Em mua cho thầy 15 viên thuốc sủi, 18 chai nước biển, 19 liều thuốc khang tiếng đi. Rồi hãy uống một lần, hãy uống xong hãy xù bột mép, hãy nằm luôn. Chèn phẹt ơi, chấm 2 lớp liên tục hoặc gần chết. Nó không nổi nữa nè, nghe cái giọng nè. Mà kêu chấm nữa. Chèn ơi, bỏ gì, ác gì đâu mà ác đức khi ghê hồn. Ngộ ghê, dáng ngự không có cần quẹ mắt mũi em ơi, cần cái dáng thôi. Thầy vậy thầy hung dữ, trời ơi, trời tôi hiền gần chết nó tôi hung dữ nữa kìa. Ác mồm ghê không, ngộ ghê trời. Làm dấu chấm họ ha.
Rồi xong. Bây giờ mình coi lận lần nữa hai bài nha, hai lớp luôn. Em nói thiệt nha, nguyên ngày đó em chỉ trông ngóng để em được nghe cái tiếng nói của thầy thôi đó. Trời ơi, vậy là em dở quá. Em lên em coi phiên live của tôi, em copy lại, em để em nghe dần dần đi. Thầy ơi, ra cổng đi, đem thuốc tới rồi nè. Ừ, em đừng nói em đem thuốc chuột nha, tôi sợ lắm đó. Tôi nghi mấy em mà hay mà nhiệt tình rồi đó. Ừ, cỡ đó không hà. Trà My hả? Hồi qua hồi nãy thầy đưa bạn thầy về đó, mà thầy gặp cơn bão Trà My. Trà My ơi Trà My, sao mà năm nào em cũng làm tai ương hết trơn vậy? Hồi năm ngoái đó em vẽ cái bạn của em đó, cái gì mà tím tái xanh mặt mày hết trơn vậy Trà My? Rồi năm nay em quất thành cơn bão luôn, thấy ghê không? Hồi nãy thầy đưa bạn thầy về đó, mà tao nói vượt trong gai, ghê không? Bảo Trà My, bạn thầy ngoài sáo chửi nó vậy nè, Trà My năm nay đó ha, là phải rút kinh nghiệm, chứ làm gì là người ta quở dữ lắm đó nha Trà My. Thầy nhắn gỡ lợi giùm em luôn đó, Trà My rút kinh nghiệm nha. Ừ. Rồi, à, lớp 8 A4 nha, hồi nãy mới chấm xong. Ừ. Hên quá à, không có bảo nào mang tên là Hoài Dinh hết trơn, chấm không mang tiếng cả nước à. Em nói thiệt, em chưa làm gì hết trơn luôn. Em chưa làm gì mà người ta đã nói là cơn bão Trà My rồi. Em mà làm nữa chắc không biết cơn bão gì. Trời tội nghiệp quá vậy. Chuyện ơi tội nghiệp quá vậy. Chuyện cái bức này thấy ghê trời. Thôi kệ đi, chăm chế tội nghiệp đi. Hà gơ, cái bức này tội nghiệp quá vậy, cộng thêm 4. Chèn ơi, tội nghiệp quá vậy em ơi. 4 chục được đi, ê, 4 chục này không có đau. Thầy muốn em truyền nước biển. Ồ, 49, số đẹp trong cuộc đời em đó, tiếp nè. Không, 3 chục không vui. Đường nào cũng chết, 39 nghe chưa, thấy không? Thầy thương mấy em vô cùng luôn đó. Đó đẹp không? Trời ơi đẹp chưa? Tao nói cái lớp này đẹp ơi là đẹp luôn. Cái bức này đẹp nhất nè. Ghê không? Ghê chưa? Ghê không? Ầu ô hết trơn rồi. Rồi đó. Rồi à, tối nay thầy chấm tiếp cho. Ừ vậy đi. Rồi để xíu thầy đăng lên kênh IT liền nha. Ừ. Cảm ơn các bạn xem like hả tim nha. Bye bye các bạn nha. Tối chấm 7 3 nha thầy. Ok Babi. Bye bye các bạn nha. Giờ thầy đi ăn cơm. Hẹn các bạn một phiên live tiếp theo nha. Bye 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 bye.